suốt chiều dài lịch sử, dựng nước và giữ nước, sử sách đã lưu danh rất nhiều nhân vật kiệt xuất của dân tộc. Mỗi một nơi trên dải đất hình chữ S đều có những danh nhân nổi tiếng và trở thành biểu tượng tự hào của cả một vùng. Hải Phòng cũng vậy, địa danh này vẫn được biết đến là mảnh đất linh thiêng với những di tích lịch sử quan trọng mang tầm cỡ quốc gia. Đáng kể nhất đó là đền Nghè, hay còn gọi là An Biên Cổ Miếu, một địa chỉ tâm linh đặc biệt đối với nhân dân Hải Phòng, bởi nó gắn với thân thế, sự nghiệp, cuộc đời của nữ tướng Lê Trần, một vị tướng đánh giặc tài ba thời Hai Bà Trưng ở những năm 40 của thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. An Biên Cổ Miếu tọa lạc ở phố Lê Trân, phường An Biên, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Tương truyền đền được dựng từ sau ngày nữ tướng Lê Trân mất, nhưng chỉ là một nghè nhỏ bằng tranh tre, mái lá trên khu gò ở cánh đồng của làng An Biên. Trải qua thời gian tu tạo, quần thể có được kiến trúc như hiện nay là được xây dựng vào những thập kỷ đầu thế kỷ 20 thời nhà Nguyễn. Đền gồm nghi môn, năm gian tiền tế, thiên hương, hậu cung, giải vũ, nhà bia. Hiện nay di tích này lưu giữ rất nhiều hiện vật có giá trị quý, trong đó phải kể tới tấm bia thần tích được khắc bằng 1.000 chữ Hán năm 1924, nói về thân thế sự nghiệp của nữ tướng Lê Trân. Trong tấm bia có nói, bà là người làng An Biên, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày nay, do nợ nước thù nhà nên đã lánh tới đất An Dương khai hoang và lập nên trang An Biên, tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay, để chiêu binh quyết chí phục thù. Khi Hai Bà Trưng ở Mê Linh dựng cờ khởi nghĩa, Lê Trân cùng nghĩa quân tham gia và lập nhiều chiến công giúp Hai Bà Trưng lên ngôi vua. Bà được giao chức trưởng quản binh quyền nội bộ kiêm trấn thủ Hải Tần. Nhưng sau đó, quân Đông Hán sang đàn áp, Hai Bà Trưng tử vấn. Lê Trân rút quân vào vùng núi Lạc Sơn thuộc Hà Nam bây giờ để lập căn cứ. Nhưng do thế cùng lực kiệt, lại bị quân giặc truy lùng, bà đã tự vẫn để bảo toàn danh tiết. Để tưởng nhớ tới công lao to lớn đó mà nhân dân An Biên, tức thành phố Hải Phòng, đã tôn nữ tướng Lê Trân làm thành hoàng làng. Hiện nay, nữ tướng Lê Trân còn được thờ ở đình An Biên thuộc phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Trân. Đình nằm trong khuôn viên rộng chừng 3.060 m², và là một công trình hiếm hoi còn giữ được kiến trúc sau những năm tháng chiến tranh ác liệt. Trong đình có một hệ thống câu đối rất phong phú, đặc biệt là nghệ thuật trang trí. Trên đầu cột là những bức chạm khắc rồng, đặc biệt trên các đầu xà ở mái hiên lại xuất hiện các bức chạm khắc con vật rất gần gũi với người dân như gà, chuột, cua. Điều độc đáo nhất là trên mái đình không đắp lưỡng long chầu nguyệt mà lại là lưỡng phụng chầu nguyệt. Đây là một điều hiếm thấy ở các công trình tâm linh trong cả nước, bởi linh vật này tương ứng với thân phận nữ của nữ tướng Lê Trân. Với những giá trị đặc biệt đó, đình An Biên trở thành công trình kiến trúc cổ nổi tiếng ở Hải Phòng và là nơi sinh hoạt tâm linh quan trọng của nhân dân trong thành phố. Thằng là đình chúng tôi theo các cổ truyền thuyết lại thì là đình xây dựng từ đời nhà Nguyễn. Thế thì trước đây nó ở cạnh nhà lớn, thế sau thì các cụ mới chuyển về khu đất này là từ năm 1929, tức là đình là thờ bà Lê Trân. Thế rồi có bố mẹ của bà là Vương Phụ, Vương Mẫu, thế thờ Đức Trần Triều. Thế thì hàng năm là chúng tôi gọi nhớ công ơn của bà thì tưởng niệm, là chúng tôi kỷ niệm 2 ngày lễ chính là ngày 8 tháng 2 là ngày sinh của bà và ngày 15 tháng 8 là ngày chiến thắng quân giặc của bà. Cùng với đình An Biên, đền Nghè hay còn gọi là An Biên Cổ Miếu đã trở thành biểu tượng linh thiêng của đất cảng. Hiện nay, ngoài bia thần tích, trong khu tiền tế, đền Nghè còn lưu giữ khánh đá và hai bộ kiệu rồng, phượng ở hai bên, tượng trưng cho âm dương đối đãi. Đặc sắc nhất là bộ kiệu bát cống. Đây là bộ kiệu cổ được cho là điển hình của kiệu bát cống ở các ngôi đình tại Việt Nam. Bộ kiệu được chạm khắc đầu rồng rất cầu kỳ, tinh xảo.
Điều này cho thấy được sự tài hoa của các nghệ nhân xưa, bởi các đầu rồng được khắc nổi nhưng không khô cứng mà lại mềm mại, giữ được thần thái uy linh của một linh vật thiêng liêng. Là ở đây thì còn bảo tồn được rất nhiều những hiện vật cổ có giá trị hiện đại. Và trong đó là phải kể đến đặc biệt là cái bộ kiệu bát cống, hay là còn gọi là cửu rồng. Nó có giá trị hiện đại tức là vào tầm khoảng 200 năm, tức là cuối thời Hậu Lê và đầu thời Nguyễn, tức là vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Hoa văn chạm khắc ở trên cái kiệu này ấy, nó rất là tinh xảo, được chạm bông kênh, chạm nổi và chạm thủng, bông hình ấy, rất là đẹp và mang tính nghệ thuật rất là cao. Sau gian tiền tế là thiên hương, nơi thờ các tướng lĩnh của nữ tướng Lê Chân, được thiết kế theo kiểu phương đình, tức là nhà vuông. Tòa gồm 4 cột gỗ lớn, đỡ các xà liên kết ngang giữa cột và kẻ góc thu về nóc, tạo thành 2 tầng mái kiểu trồng diêm. Tòa thiên hương đặt một sập đá lớn, trên đặt đồ thờ tế khí, theo nguyên tắc đối trục thần đạo. Tiếp với thiên hương là hậu cung. Trước hiên hậu cung có một bàn thờ đá, trên thờ miếu đá. Miếu đá này là một khối đá được tạo tác công phu, ở trung tâm mặt trước miếu khắc chìm dòng chữ đương cảnh thành hoàng Nam Hải, uy linh thượng đẳng tôn thần. Đây cũng là linh hồn của An Biên cổ miếu, bởi nó gắn liền với truyền thuyết về nữ tướng Lê Chân báo mộng cho dân làng sau khi bà tuẫn tiết. Trên cái bia thần tích cũng như là tư liệu về thần tích ghi chép lại cho biết là sau khi mà cái cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đó, thì nhà Đông Hán là Mã Viện sang để đàn áp cuộc khởi nghĩa, thì Hai Bà Trưng tuẫn tiết ở dòng Hát Giang, còn nữ tướng của ta rút quân về cái núi Giát Dâu ở tỉnh Hà Nam ngày nay. Nhưng mà đến lúc Lần Lương cùng Thế Kiệt và ngài tuẫn tiết ở đó, sau khi ngài tuẫn tiết đó thì là tương truyền là ngài hiển linh ở dòng Cấm Giang và báo mộng cho dân làng biết. Sáng sớm thì là dông tố nổi lên, là mầm sóng nước chảy cuồn cuộn, thì có vật trôi ngược dòng nước, và đó là một cái sập đá đặt trên một cái núi đá nhỏ, và trong có cái sắc phong để rõ tước hiệu của ngài là đương cảnh thành hoàng Nam Hải, uy linh thượng đẳng tôn thần, và mọi người mới rước về thờ. Ngoài những hiện vật có giá trị về mặt lịch sử, đền Nghè còn là nơi lưu giữ hệ thống câu đối phong phú, trong đó phần lớn ca ngợi về công trạng của nữ tướng đối với giang sơn xã tắc. Đặc biệt nhất là câu đối trước cửa hậu cung. Đây là câu đối đã toát lên được khí phách anh hùng của nữ tướng trong cuộc chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đền Nghè còn bảo vệ được rất nhiều các cái hiện vật cổ, trong đó có những đôi câu đối mà nói đọc lên là chúng ta có thể biết ngay được ngài xuất thân ra làm sao, rồi ngài đánh giặc gì. Ví dụ như đôi câu đối ở cửa cung cấm ngày nay chúng ta thấy ở bên phải là Nam Giao Đế Giáng Thần Tiên Nữ. Đối với phía bên trái này là Đông Hán Tâm Hàn Quốc Thức Ông. Tức là ý các cụ muốn nói là ngài là như là một vị tiên giáng trần. Đất nước Nam mình như là có tiên giáng trần đó. Và đánh cho giặc già Đông Hán về đất nước vẫn còn tim đập chân run. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhân dân trong thành phố Hải Phòng và các huyện lân cận dù đi xa về gần, nhưng mỗi khi đến với mảnh đất An Biên, họ đều thành tâm tới đền Nghè để kính dâng lên nữ tướng những nén hương thơm. Trước là để tri ân thành hoàng đã có công khai hoang lập đất, sau là để cầu mong những điều tốt lành đến với gia đình. Tôi thì sinh sống rất tại đất Hải Phòng và thường xuyên là đến lễ đền Nghè, là nơi thờ Thánh Mẫu Lê Chân. Thánh Mẫu Lê Chân là một lộng nổi tiếng linh thiêng mà toàn bách gia trăm họ đến lễ rất đông, thường mùng một ngày rằm và những ngày Tết Nguyên Đán thì là đông như hội. Và gia đình tôi, con cháu tôi cũng thường xuyên đi lễ cầu cho con cháu khỏe mạnh và cho bách gia trăm họ mọi người cuộc sống bình an. Đất An Biên xưa ngày nay đã trở thành một trong 5 thành phố phát triển bậc nhất cả nước. Ẩn sau các con đường khang trang sạch đẹp của phố thị phồn hoa là nếp sống văn hóa, ý chí trung kiên của những người con nữ tướng. An Biên cổ miếu không nguy nga tráng lệ, nhưng với những giá trị lịch sử to lớn mà nữ tướng Lê Chân gây dựng, nó đã trở thành hồn cốt để hình thành nên khí phách và niềm tự hào riêng cho biết bao người con đất cảng.